Cùng Nguyễn Đỗ Dũng, Quý Nguyên Anh Hạnh quay trở lại chương trình Chuyện Nóng trong tuần với quý khán giả Người Việt TV. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 6, 14 tháng 5 của năm 2021. Chương trình Chuyện Nóng trong tuần của chúng tôi muốn gửi đến quý vị đề tài, đó là giới chủ nhân ở nước Mỹ đang trong cơn khát tuyển nhân viên. Thưa quý vị, nền kinh tế của Hoa Kỳ đang có những cái dấu hiệu khởi sắc sau khi đại dịch COVID-19 đang bị đẩy lùi. Giới chủ nhân đang tuyển thêm nhân viên, nhưng mà họ đang gặp rất khó khăn khi mà kinh tế phát triển mạnh và cái nhu cầu người đi làm thì hiện nay nhân viên đang đi làm thì đang rất là thiếu. Vậy thì với một cái chính sách mà chống COVID-19 cũng như nền kinh tế của Hoa Kỳ trong cái thời gian tới, thì liệu rằng là cái số việc làm có đủ cung cấp cho giới chủ nhân hay không? Thì chúng tôi sẽ cùng nói chuyện với Đỗ Dũng. Chào anh Đỗ Dũng. Chào Khương Nguyên và chào khán giả Người Việt TV. Thưa anh, giới chủ nhân Mỹ đang than trời là thu nhận nhân viên nhưng mà đang thiếu kỷ lục, thiếu nhân viên. Vậy thì cụ thể nó như thế nào thưa anh? Nó như thế này. Thứ nhất đó là trong tuần vừa qua, cái con số việc làm mà có thêm của nước Mỹ là chỉ có 266.000 việc làm trong tháng 4. Vâng. Nó coi như bằng, trong khi đó người ta dự đoán là phải có 1 triệu. Thêm một triệu việc làm. Như vậy 266.000 tức là nó mới hơn 1/4 thôi. Có nghĩa là người ta cần 4 người. Người ta dự trù là 4 người đi làm mà chỉ có 1 người đi làm. 3 người không đi làm. Hay là vì lý do gì đó là không thể đi làm được. Chúng ta sẽ bàn về đó. Lý do như sau, sau đó. Đó là cái mà làm cho hai bên bắt đầu người ta tranh cãi. Thì khi mà chuyện nó xảy ra đó, thì người ta mới gãi đầu gãi tay là ủa, sau kỳ 1.900 tỷ đô la đổ ra thị trường, nền kinh tế để đó mà tạo ra công việc làm, thì đáng lẽ phải có nhiều người đi làm, tại sao lại ít? Thì bên phía Cộng hòa mới tố cáo là ông Biden đã chi tiền quá mạnh tay, quá mạnh tay tức là chi nhiều quá. Anh nhớ trước đây với thời ông Trump á, là nếu anh thất nghiệp đó, trung bình đấy nha, ở một số tiểu bang có thể là thấp hơn là cao hơn, trung bình một tuần nếu anh thất nghiệp anh được 387 đô la tài trợ. Vâng. Mà trước đây đó dưới thời ông Trump anh được tới thêm 600 nữa, anh nhớ không? Vâng, đúng rồi. Là anh tới 987 đô la một tuần. Vâng. Có như gần 4.000 tháng. Sau đó anh nhớ không? Chúng ta hết cái chuyện 600, bắt đầu cái 1.900 tỷ đô la đó của ông Biden đó, là nó cắt cái số tiền cho khoảng 300 tuần và nó kéo dài tới tháng 9 này. Đúng rồi. Như vậy thêm 300 một tuần, mà khi trước anh được 600 thì anh 300 cộng với 387 là 687 đô la một tuần. Thêm nhân lên. Thêm. Ok. Thì 687 đô la một tuần, mà nếu anh nhân 4 tuần, anh nhân 4 tuần ha. Thì nó sẽ ra bao nhiêu đây? Tôi cho anh coi luôn con số, nó sẽ ra là gì? 2748 đô la một tháng. Vâng. Không đi làm gì hết. 2750 coi như 2750. Tương đương bao nhiêu biết không? Khoảng 17 đô la một giờ. Dạ. Đó gấp là đôi, gấp đôi cái tiền mà gọi lương tối thiểu của liên bang. Dạ. Đó. Tức là ở không. Ở không, không làm không, gì hết. Không làm gì hết. Và kéo dài đến tháng 9 nha. Dạ, tháng 9. Okay. Tháng 9. Bây giờ mới là hơn 17 đô la. Bây giờ mới là tháng 5 thôi. Đó. Còn mấy tháng nữa. Xong rồi, xong rồi. Bây giờ xong rồi. Đó. Dạ. Thế thì bên phía Cộng hòa bảo thôi chết rồi. Ông Biden ơi, ông cho tiền nhiều quá, bà con ở nhà. Dạ. Bà con không đi làm. Vâng. Đó. Thì nó dẫn đến một cái chuyện là các tiểu bang bắt đầu họ lo ngại. Yeah. Bởi vì nếu không nó cứ đi làm nó ở Mỹ này là không chỉ đóng thuế liên bang, không đóng thuế tiểu bang nữa. Yeah. Thế thành phố nữa anh. Hả? Thế mới mua đồ nó đóng thuế thành phố. Tôi khoan nói cái chuyện mua đồ đó. Yeah. Anh có đi làm là tôi chịt cổ anh đó. Yeah, thấy không? Rồi. Tôi chịt cổ anh, nhớ anh khai thuế hàng năm, có thuế liên bang. Đừng có nói hàng năm. Cái paycheck anh nhìn vô là nói rõ là thuế liên bang lấy nhiều thuế tiểu bang lấy nhiều. Nó chịt cổ liền, rất rõ đó. Thế thì việc không có nhiều người đi làm thì coi như thuế liên bang thất thu rồi, đi thuế tiểu bang thất thu luôn. Thì các thống đốc của một số tiểu bang Cộng hòa họ chống cái chuyện này, họ bảo như vậy là không được. Có tiền ở nhà không đi làm. Thì tính đến ngày hôm nay là 11 tiểu bang Cộng hòa, 11 thống đốc Cộng hòa đã tuyên bố là chúng tôi không tham gia chương trình này. Từ bây giờ cho đến tháng 7 tùy theo tiểu bang, có tiểu bang thì là ngày là tháng 6 họ bắt đầu áp dụng, có tiểu bang tháng 7 áp dụng. Đó, đại khái như vậy. Tại vì nó tùy theo, bởi vì ông Biden bảo thôi quý vị đừng làm vậy, cắt 300 người ta thì uổng, tội nghiệp người ta. Bởi vì phải tiểu bang nào tham gia vô đó thì mới lấy được cái tiền đó, không tham gia thì không lấy, có tiền nó trả lại cho liên bang. Đúng không? Đó, hiểu vậy.
thì một số tiểu bang họ cắt ngay, họ không tham gia. Một số tiểu bang là tháng 6 họ mới làm, một số tiểu bang tháng 7 mới làm, cho tới nay là có 11 tiểu bang nói là họ sẽ làm. Đó. Đó là cái phía bên Cộng hòa chống như vậy. Còn phía bên Dân chủ đứng đầu là ông Joe Biden thông báo này, quý vị á, tôi sẽ báo là hôm ngày cách đây 2 ngày ông ra lệnh cho Bộ Lao động là phải kiểm tra chương trình này, là bắt là khi mà anh nghỉ ở nhà đó mà hãng anh mà có việc làm là anh phải đi làm, anh không đi làm là anh bị cắt cái khoản đó. Đó. Nhưng mà áp dụng như nào chúng ta chưa biết, nhưng mà ông Biden bảo là chúng tôi sẽ đẩy mạnh chuyện này để cho người ta đi làm, nhưng mà đừng có cắt cái 300 của người ta. Lý do tại sao ông bảo là không cắt, và lý do tại sao ông nói rằng là nhiều người không đi làm là như thế này. Ông nói là cái chuyện mà bên Cộng hòa nói là nhiều người lời không đi làm mà có tiền nhiều là cái đó cũng có, nhưng mà nó còn thêm hai lý do khác nữa. Mà đây là lời ông Biden nói, là bên phía Dân chủ nói. Thứ nhất đó, là chúng ta phải nên nhớ một điều là gì. Một số người họ không muốn trở lại đi làm bởi vì họ sợ lây Covid-19. Thì 1/3 dân số Mỹ bây giờ không chích ngừa. Thôi được rồi, đó là một lý do. Không không rồi. Thì đó là họ nói như vậy, không biết đúng sai. Nhưng mà đó là bên tôi đang trình bày với quý vị, với anh Khôi Nguyên là hai cái lý do hai bên nói. Đó là thứ nhất là người ta không dám đi làm trở lại vì sợ lây bệnh. Cái thứ hai là thế này nè. Những người đang đi làm ở mức lương đó mà không thất nghiệp như vậy đó, phần lớn là có con. Con nhỏ. Thế con nhỏ bây giờ đó anh đi làm thì ai nuôi, ai coi con anh. Mà bây giờ trường học chưa mở cửa. Đó. Hồi trước đây ví dụ trường học đi học bình thường, anh Khôi Nguyên đi làm, ok, hai đứa thầy với trường học. Ít nhất nhỏ. Cũng, trường cũng giữ con mình được khoảng chừng 6 tiếng. 8 tiếng, 6 tiếng, tiếng. Đó, đó. Rồi về là bà xã lo hay ai lo. Còn bây giờ ông Khôi Nguyên đi làm ai coi con? Thì cũng được đi, mới đồng dũng tới coi con. Cho trả tiền. Thì trả tiền. Thế giờ ông Khôi Nguyên ông nghĩ rồi nè, bây giờ tôi ở nhà đó, tôi lãnh dụng như 100 ngày. Tôi đi làm, tôi làm được 120. Mà bây giờ mới đồng dũng, đòi tôi cỡ chừng là 30. Tôi thêm được 20 mà tôi lỗ 10 đồng. Mà tôi phải làm 8 tiếng nữa. Đó. Thôi ở nhà cho đây 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 anh hiểu hiểu ý đó. Cả hai cái tôi ở nhà. Rất nhiều thứ tác động. Mà cho là ông Dũng nuôi con ông Khôi Nguyên bằng Khôi Nguyên đi nha. Trên thực tế làm sao ông Dũng nuôi con Khôi Nguyên bằng con Khôi Nguyên được. Đâu ai nuôi cho con mình bằng chính mình được. Đó, đúng đó là những cái trở ngại hiện nay thưa anh. Nó có cả hai vấn đề, cả nhiều vấn đề trong đây và cả vấn đề xã hội. Trong đó có giáo dục lung tung hết cả thưa anh. Nhưng mà rõ ràng là sẽ có những cái ý kiến người ta đưa ra là tại tại bị bởi rằng thì là mà rất nhiều thứ. Ok, nhưng mà đây là cái là chúng ta thấy đây là cái nhu cầu thực tế này. Cái hệ thống bán đồ ăn nhanh fast food McDonald's hôm nay họ tuyên bố là họ sẽ tăng lương cho nhân viên tại các tiệm do công ty làm chủ ở Mỹ mà thôi. Đúng rồi. Họ đã tuyên bố là họ sẽ tăng lương và ít nhất là cho 650 tiệm đang ở Mỹ. Trong đó là để có họ tăng lương cho hàng ngàn nhân viên. Khuyến khích người ta đi làm. Một cái hãng khác, một cái hệ thống bán đồ ăn khác là Chipotle. Tuyển mộ thêm 20.000 nhân viên. Thưa anh, 20.000 con người là rất nhiều. Mà xin lỗi anh là Chipotle còn nói luôn, nếu mà làm trong 3 năm là có thể lương lên trở hơn 100.000. Thu nhập trên 100.000. Đó. Trong 3 năm. Rất là nhiều cái thứ hứa hẹn đúng không? Bây giờ đó, quay trở lại cái vùng Little Sài Gòn của chúng ta. Chúng ta đừng nói cái hãng cái này là hãng lớn quá rồi. Họ có hàng ngàn nhân viên. Thì anh thấy là tôi có xem một số cái mạng xã hội, những cái nhóm mà trong cái vùng dân cư của chúng ta đó. Thì họ cũng cái nhu cầu mà tuyển nhân viên cho các nhà hàng quán ăn tại khu vực Little Sài Gòn bây giờ cũng đang rất là hot. Những cái người mà làm ví dụ như dịch vụ như là làm phụ bàn này, bếp này, những cái công việc mà đặc biệt là trong lĩnh vực mà tiệm ăn. Bây giờ anh thấy khi mà tiệm đã không bị giới hạn số người vào hay là cái dịch Covid nó đang giảm xuống, người ta có nhu cầu đi ra ngoài nhiều hơn, ăn ở ngoài nhiều hơn, cho nên bây giờ những cái lĩnh vực mà dịch vụ đó là bây giờ tìm không ra người luôn. Đúng vậy. Đó, mà như chúng ta thấy là nó có cái nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan. Nhưng mà quay trở lại chuyện mà các hãng xưởng thiếu nhân sự để làm việc thì đây là tôi đang nói cái ý kiến của phía sao nhỉ? Những cái ý kiến mà phản biện. Họ nói là ok, chính phủ ông Biden, đặc biệt là tiểu bang California nơi ông thống đốc Gavin Newsom vừa rồi đã thông báo là sẽ có thêm $600 cho mỗi hộ gia đình. Sau đó hộ gia đình mà có con nhỏ nữa thì coi như được thêm 500 nữa. Thì hôm nay đó ông lại đề nghị tiếp tục đó là sẽ hỗ trợ đến 25.000
cho thêm hàng ngàn các doanh nghiệp nhỏ. Vâng. Mỗi một cái doanh nghiệp nhỏ thì tối đa 25 ngàn. Hỗ trợ tối đa đến 25 ngàn. Dạ. Thấy không? Tiền tiếp tục bơm vào nền kinh tế. Khoảng cỡ 1 tỷ rưỡi. Đó. Tỷ không à? Con dạ, số tỷ, tỷ không à? Tỷ không. Vậy thì anh nhìn thấy là cái nguy cơ mà cái chuyện mà người ta sẽ không đi làm, tức là tôi dùng cái chữ là nếu chúng ta dùng chữ lười thì cái chuyện đó mình không biết được. Ừ. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói là cái tâm lý không muốn đi làm, theo anh nó còn kéo dài đến lúc nào nữa? Sẽ còn kéo dài. Sẽ còn kéo bao dài. Lâu nữa? Không biết. Rất khó để nói. Dạ. Đặc biệt như California, tiểu bang đông dân nhất. Yeah. Và khi nó ảnh những gì ở California xảy ra, California có thể ảnh hưởng nước Mỹ. Vâng, đúng. Bởi vì nó tiểu bang lớn mà. Đúng rồi. Hả? Yeah. Mấy tiểu bang kia nhỏ quá thì coi như là bị ảnh hưởng. Yeah. Thế thì bây giờ chúng tôi trình bày quý vị hết các vấn đề, thì cái này nó cốt lõi vấn đề là gì? Do Covid-19 mà nó gây ra. Đúng rồi. Và do cái chính sách của nước Mỹ là một đất nước tự do. Ừ. Cho nên nó có nhiều vấn đề, tự do quá thì mình thấy nó có vấn đề. Anh không giải quyết vấn đề được hết. Anh cứ giải quyết tới đâu á, anh giải quyết chuyện này nó đẻ ra chuyện kia. Đúng rồi. Giải quyết chuyện kia nó đẻ ra chuyện nọ. Yeah. Thế giờ vì Covid-19 sợ quá, đóng cửa là cho bà con trong nhà không cho đi học. Thế bây giờ bà con trong nhà không có tiền thì cho tiền, cho tiền thì bắt đầu bà con có tiền á. Tôi nói thật với người chẳng phải ta lời đâu, người ta tính toán. Yeah. Ủa, có tiền đi làm chứ. Mà người suy cho cùng là tiền là tiền quá, tiền của tôi. Yeah. Đâu phải tiền của ông Đương Quân Nguyên cho đâu. Không phải tiền của Biden, cũng không phải cho tiền của Newsom. Cho nên quý vị cứ bảo là tiền của thế hệ tương lai, tào lao ấy. Tôi nói thiệt quý vị đó, tôi không cần biết tiền của ai, tiền trong tay tôi nè, bây giờ của tôi nè. Tôi không đi làm. Rồi bây giờ đó, ở California đó, cũng vì Covid-19 mà tranh cãi bảo là cái ông Newsom là bậy. Yeah. Bây giờ đòi bãi nhiệm ông. Yeah. Ở bãi nhiệm, hàng bãi nhiệm tôi tung tiền tôi mua phiếu. Thấy chưa? Yeah. Nó cứ cái này nó đẻ ra cái kia. Và thưa anh Khôi Nguyên, rất khó. Bây giờ tôi nói anh trở lại cái câu nãy anh Hồ Nguyên anh bảo là vì trong vùng lý của Sài Gòn là những nhà hàng cần. Tôi nói anh nghe, không cần người ta đi trở lại. Hiện nay đó là tuần, tôi nghĩ là phải tuần tới Orange County mới lên bậc vàng thì lúc đó mới cho vô ngàn. Bây giờ vẫn chưa cho người ăn hết nha. Nhưng mà anh biết không, cái tiền kích thích kinh tế đó làm cho người ta ở nhà bây giờ phải coi con đấu thì nấu cơm. Tôi cứ to go tôi mua. Đúng rồi. Nội to go anh phải mướn người anh làm cái đó, không anh miếng không ra chứ đừng có nói là đứng vùng vàng. Đúng. Đó. Đúng. Thế thì bây giờ thưa quý vị, vấn đề là giờ tôi ra tôi đứng ở nhà hàng tôi làm hãng đó, như tôi nói quý vị này, ai coi con tôi. Cái mấu chốt vẫn là trường học. Trường học bây giờ mà chưa mở cửa đó là cả vấn đề. Mà ngay cả mở cửa nó vẫn có nguy cơ là có bùng phát trở lại. Thành ra ngày hôm nay khi mà CDC nói là không cho không cần phải đeo khẩu trang nữa, và bắt đầu là CDC ngày hôm qua chuẩn thuận cái thuốc Pfizer đó, chúng ta phải chờ vài tuần nữa anh Thu Quyền. Tôi nghĩ rằng chỉ khi nào mà trường học trở lại bình thường, giáo viên đi dạy học lại, con nít đi học lại, thì lúc đó người lớn họ mới rảnh tay, mà phải có một thời gian anh Quyền. Tại vì thưa quý vị, mấy cái này nó không phải là qua đêm mà nó phải từ từ nó xảy ra. Cũng phải mất vài tháng trời thì nó mới ổn định được, lúc đó mới trở lại cuộc sống bình thường, mà người ta bảo là phải tới cuối năm 2023. Theo tôi cũng khi đó nó bình thường trở lại thì lúc đó mọi thứ, việc làm thì các thứ nó mới trở lại bình thường được, chứ còn bây giờ là rất khó kiếm người. Cuộc sống bình thường. Đó, cuộc sống bình thường đó. Nền kinh tế cũng trở thành bình thường. Thưa anh, câu hỏi cuối cùng dành cho anh. Tôi vẫn dùng một số những cái ý kiến của độc giả và khán giả của người Việt, thưa anh. Có vẻ như là chính phủ Mỹ dưới chiều của ông Joe Biden, đặc biệt là California dưới chiều của ông thống đốc của tiểu bang Dân Chủ, thì có vẻ như là California đang trở thành thiên đường của chủ nghĩa xã hội, thưa anh. Khi mà thống đốc California đề nghị chi 12 tỷ lo thêm chỗ ở cho người vô gia cư. Đúng rồi. Thì theo anh, những cái quyết định như thế này liệu rằng nó sẽ gây cái tình trạng bất mãn trong những người giới trung lưu đi làm đóng thuế, và nó sẽ gây cái gì đó xung khắc thì trong cái đời sống xã hội không anh? Tôi nghĩ là có, nhưng mà không đáng kể, bởi vì nếu đáng kể thì người ta đã không làm. Một cái điểm mà quý vị quên mất. Anh nên nhớ 12 tỷ đô la là nhiều lắm đó nha. Nhiều lắm. Thưa anh, tôi dư tới 75 tỷ luôn. Tôi dư tới 75 tỷ luôn. Phải nhớ một cái điều như thế này nè. Cách đây 3 ngày khi mà ông Newsom ông nói đó là số tiền đáng lý chúng ta thiếu là 55 tỷ. Và chính ông Newsom năm ngoái nói là California không thể nào trở lại bình thường. Nhưng không ngờ bây giờ trở lại mà dư 75 tỷ. Và ông nói gì không? Số tiền này đa số do người giàu đóng thuế. Anh thấy không? Vâng. California, tôi xin khẳng định là cái thống kê mới, cái nghiên cứu mới đây nhất
của một cái viện mà gọi là nghiên cứu mà về về chính sách công ở tại San Francisco rất nổi tiếng đó. Cái số người mà bỏ California đó nó đông hơn số người ở ngoài vào California. Bởi vì giá nhà đất, giá nhà cao, cuộc sống giá cao họ bỏ đi. Cái số vào ít hơn nhưng mà số vào tôi nói nghe nó lại số giàu. Dạ, yeah, hiểu. Cho nên á, ông Newsom nói là người giàu đã sẵn sàng đóng thuế. Thành thử ra anh cái số tiền mà ông chi ra 12 tỷ đô la làm cho cái là cái gì người vô gia cư đó. Homeless. Yeah. Homeless đó. Quý vị quên mất một điều rồi nè. Tôi nói quý vị nghe nè. Tất cả đa số chúng ta nhìn vấn đề chỉ có một chiều, không nhìn hai chiều. 12 tỷ đô la đó đó, trước khi nó làm lợi cho người vô gia cư, nó làm lợi cho các doanh nghiệp xây dựng. Các nhà tư bản, các nhà kinh doanh. Thấy không? Giống như quý vị chúng ta thấy đây nè. Chúng ta bảo ở Mỹ này tại sao có cái chương trình welfare, chương trình food stamp giúp mấy người nghèo mà có nhiều người lười không đi làm. Tại sao không bỏ đi, sao bỏ được? Đằng sau những chương trình đó là các nông gia của Mỹ hưởng lợi. Tiền đó cả hàng mấy chục tỷ một năm giao cho Bộ Nông nghiệp và Bộ Nông nghiệp đưa cho các nông gia. Bây giờ tôi nói thật với anh đó, ngừng các chương trình này thì các nông gia cũng chết. Không biết bán sản phẩm cho ai đó. Bán sản phẩm cho ai? Ai nuôi tôi? Rồi bây giờ ví dụ tôi nói quý vị nghe, ở Mỹ nó có một chương trình housing. Anh thấy không? Có những người không đi làm, đi làm hoặc đi làm chỉ đủ không được quá ngàn tháng, ví dụ trên ngàn là cắt housing. Cứ ở housing nhà nước tài trợ. Thưa quý vị, nếu dẹp hết chương trình housing thì mấy người mua nhà đầu tư lấy gì sống? Nó có ai hiểu tôi nói không? Không cho thuê được. Không cho thuê được. Và quý vị có thể tưởng tượng, anh không có thể tưởng tượng không? Chính những chương trình welfare mà trợ cấp xã hội và nhìn cho bất bạn lại chính là những nhà tư bản đứng đằng sau lưng vận động để có chương trình đó. Đúng. Vấn đề là chúng ta nhìn ở góc nào. Vâng. Mà chúng ta nhìn góc nào thì chúng đó. Ta sẽ thấy cái vấn đề nó ở chỗ thành đó. Thành ra đó, ông Ngu Sầm, tôi nói thật quý vị, khi mà ông làm đó, thực ra là cả người nghèo hưởng, cả người giàu cũng hưởng luôn. Nói chung là có những người rất giàu đó. Hưởng, thưa đó. Anh Đỗ Dũng. Đó. Cảm ơn anh Đỗ Dũng và trước khi chào tạm biệt quý vị thì... thưa quý vị lưu ý xin nhớ bấm vào nút subscribe để của kênh Người Việt TV để nhận được thông báo chương trình mới nhất của Người Việt TV. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này kỳ tới.